Xin chào các bạn. Hôm nay tôi chia sẻ cho các bạn cách phục hồi một cây hoa lan bị thối lá. Với một phương pháp đơn giản và dễ làm nhất. Chúng ta cần phải bỏ hết tất cả những chất trồng cũ ra khỏi cây. Sau đó cần cắt bỏ hết tất cả những rễ bị hư. Các bạn cần phải làm sạch những phần bị thối này. Và những chiếc lá này chúng ta nên cắt bỏ. Cành hoa này các bạn nên cắt bỏ tất cả những vị trí mà hoa đã nở. Chúng ta sử dụng củ hành. Và hãy dùng vỏ của một củ hành. Mình sẽ cắt nhỏ ra. Cho vào 1 lít nước đun sôi. Các bạn đậy lại và để sau 4 giờ. Sau 4 giờ, vỏ hành này sẽ không bị nóng và tạo ra nhiều dinh dưỡng để giúp cho cây phục hồi rất nhanh. Hành có tính kháng khuẩn và khử trùng rất tốt. Các bạn sẽ lọc lấy nước. Các bạn sẽ phun khử khuẩn cho toàn cây. Sau đó chúng ta sẽ vệ sinh cho thật sạch.
Vết cắt này các bạn sẽ để khô một cách tự nhiên và chúng ta không cần phải bôi gì vào đây cả. Các bạn cho nước vỏ hành vào đây và hãy để trong khoảng thời gian 20 phút. Nước vỏ hành sẽ ngập hết tất cả các rễ của cây. Sau đó các bạn hãy lấy ra. Và chúng ta sẽ đặt ở nơi mát trong 3 ngày. Sẽ giúp cho những chiếc rễ này không bị thối nhũng, rất hiệu quả. Sau 3 ngày, khi những phần này đã khô lại hoàn toàn, các bạn hãy đặt rễ vào đây. Chúng ta sẽ cho nước vào. Nước chỉ vừa chạm vào những chiếc rễ này. Các bạn không được cho quá nhiều nước. Khi nước ít, chúng ta sẽ bổ sung thêm. Và hãy đặt chậu cây cố định ở nơi khô ráo và thoáng mát. Ở đây là kết quả sau 45 ngày tiếp theo. Những chiếc rễ đã phát triển rất khỏe mạnh. Chiếc lá mới cũng đã phát triển thêm. Ưu điểm của phương pháp này, các bạn rất dễ dàng phục hồi những cây hoa lan đã bị thối. Những chiếc rễ đã phát triển rất tuyệt vời với phương pháp này. Bây giờ các bạn có thể yên tâm để chúng ta trồng lại cây, giúp cây hoa lan này được phát triển tốt hơn ở môi trường bên ngoài. Và mình sẽ trồng lại với vỏ thông. Sau đó chúng ta dùng một ít rêu để giữ ẩm cho chậu cây. Các bạn có thể xem thêm bằng các phụ đề khác nhau mà mình đã có tạo trên kênh. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.